Rồi hello, xin chào anh em. Thì mấy hôm nay mất cái Shopee bên mình cũng buồn quá anh em à. Cũng tâm trạng không vui để quay clip. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã có Shopee trở lại rồi nha anh em. Hôm nay chúng ta có Shopee trở lại rồi. Mình sẽ để đường link Shopee phía dưới. Và anh em nhớ một điều rằng, mua hàng trên Shopee thì anh em đừng có đánh giá sản phẩm mà chụp hình lại giúp mình. Anh em hãy lấy một cái hình nào đó tào lao cũng được, chứ đừng có chụp hình cá đăng lại nha. Cách thức mua hàng thì mình đã set up lại, cũng như là anh em chọn hàng như là hồi xưa vậy đó. Rồi thì để anh em chờ, bữa giờ cũng hơn một tuần rồi, thì bây giờ mình sẽ để một chương trình giá rất là ưu đãi cho những anh em mua trong tuần này. Từ thứ hai đến chủ nhật này, giá trên Shopee đó mình sẽ để giảm rất là thấp, từ 20-30%. Một cặp cá trên đó thì sẽ rất là rẻ luôn. Trong tuần này nha, tuần sau mình sẽ điều chỉnh giá trở lại. Bởi vì anh em biết đó, mua hàng trên Shopee thì một số loại hàng mình phải vận chuyển và mình phải đóng gói. Thì cái chi phí đóng gói vận chuyển đó mình sẽ free cho anh em. Nên chi phí đợt này để rất là thấp, mình phải chịu cái chi phí đó cho anh em luôn. Rồi ok, không nói nhiều nữa. Anh em nào chưa biết cách mua hàng thì hãy xem lại cái đường link mình để phía dưới hướng dẫn mua hàng. Rồi vậy nha. Thì một số loại cá mình đã đăng lên trên đó rồi, và anh em có thể mua thêm phần thùng xốp để cho cái khả năng cá sống sót, cái khả năng mà bảo vệ cho cá được tăng nhiều hơn. Rồi ok, bắt đầu rồi. Rồi đầu tiên trước mặt anh em đây chính là dòng Lutazani, còn dễ biết tới cái tên gọi là lưu đầu đó, lưu đầu xanh, lưu Đức Hòa, lưu Khải gì, lưu Khải Huy, lưu Bị, lưu Bá Ôn, ôi lộn lương này. Đây lưu Tazani này trên Shopee mình đã đăng trên một sản phẩm trên phần Guppy đó, mới có hai sản phẩm thôi. Ngày mai mình sẽ cập nhật thêm beta trên đó và sẽ khuyến mãi sập hết sàn luôn, sẽ có mã số đồ chọn luôn, rất là chuyên nghiệp anh em à. Đó Lutazani nha, đầu xanh đậm đẹp, tay bơi xanh luôn. Giá khởi điểm tại đây là 100k hai cặp, giá trên Shopee mềm hơn, anh em thể tham khảo trên đó. Đặc biệt là trên Shopee một cặp vẫn ship và phí ship trên đó khá là rẻ. Rồi toàn gơ, tiếp theo đây chúng ta có là full blood. Full blood nha anh em, bản đuôi to, bự đẹp. Rồi. Đó. Bản đuôi rất là to luôn. Thì hàng này mình khuyến mãi luôn 100k hai cặp trên Shopee có giá luôn. Anh em nhìn đó xem giúp mình. Hai cặp nha, bản đuôi rất là to. Đuôi rất là to luôn nha. Rồi tiếp đây luôn, Tiger Half Moon. Đó, khuyến mãi luôn cho anh em 100k hai cặp trên Shopee, có trên Shopee luôn. Và phần cái dòng này thì có hàng rebond với hàng thường cho anh em chọn luôn. Mình đang quay cho anh em là hàng không rebond. Đó, bản đuôi màu sắc rất là ok nha, 100k hai cặp cho anh em. Rồi, hấp lách lưu bích đô xa. Hàng này được chi ân cho anh em, đợt này mình khuyến mãi tiếp giá đẹp giá rẻ luôn. Đó, anh em là có theo dõi cái dòng này thì có biết giá trên hiện tại thị trường là 100-150. Đó, đây mình khuyến mãi luôn cho anh em là 100k hai cặp, 100k hai cặp
và trên Shopee mình sẽ khuyến mãi dòng này luôn, bày này cho anh em với giá ưu đãi luôn. Đó, đợt trước mình có một bài mình cũng khuyến mãi nhưng mà Shopee nó bị hư, cho nên khá là nhiều anh em rất là tiếc cái dòng này nha. Khuyến mãi banh sát vô nha, 100k hai cặp, anh em nhìn đó, chống bản đuôi bự to. À, rất là đẹp luôn á, này còn đang tơ, đuôi còn bự còn khủng nữa, 100k hai cặp. Cái này mình đang dùng ánh sáng là đèn flash nha, cho nên cái màu xanh của nó sẽ dạ lên như là xanh lái, thật ra nó là xanh đen, xanh dương ánh đen. Tại vì nước này mới lên nó chưa được trong suốt cho lắm. Đây còn nếu chúng ta nhìn top view nó sẽ như vậy. Rồi rồi. Rồi Dumbo hàng đẹp anh em ơi. Dumbo hàng tuyển nha. Chơi luôn nha, chơi luôn, 100k hai cặp luôn. Trời ơi, đợt này lên anh em bắt trên Shopee là quá ngon, quá đẹp luôn nha anh em, tay bơi đậm lè. Giá trên Shopee mềm xèo leo luôn. Trời ơi, tay bơi đậm lè. Giá mình báo trên đây 100k hai cặp combo là dành cho tất cả các anh em mua trực tiếp tại shop hoặc là mua ship tỉnh đều được ưu đãi giá này. Còn những cái giá mà trên Shopee để mình có để giá trên đó, anh em lên muốn mua hàng trên Shopee lên Shopee xem giúp mình. Chắc chắn giá trên Shopee sẽ có một số những thay đổi và đa số là sẽ mềm hơn so với giá mình báo, là gì, mua Shopee là anh em chịu cái rủi ro vận chuyển đó, cho nên thì bù quá sức lại cho anh em. Còn anh em mua trực tiếp tại shop hoặc là anh em mua mà ship tỉnh á thì bên mình có bảo hành. Rồi tiếp theo hàng đẹp ở đây nữa là Dumbo môi sắc. Dumbo môi sắc Gen Reebok nha. Đó, tay bơi thì tay bơi đen, tay bơi xanh lá tùy con. Sale luôn 100k hai cặp, 100k hai cặp có trên Shopee. Có hàng Reebok luôn. Có hàng Reebok luôn nha. Đó, tay bơi rất là đẹp, đậm màu, chỉ có 100k hai cặp. Này là Red Moses nha. Một dòng rất là đẹp và rất là ok mình muốn giới thiệu anh em trên Shopee, đó chính là dòng mà Gold Tuxedo. À, mình cũng đã lên hàng Shopee cái dòng này luôn rồi. Một màu vàng như màu những cánh hoa mai, rất là đẹp cho quý vị và các bạn. Giá hiện tại tại shop là 150k một cặp với combo hai cặp là 250. Và phần của loại trước mặt chúng ta đây là rồng đỏ Gen Reebok bụng lưng Big Dosa. Với giá bán tại shop là 80k một cặp, hai cặp là 150k. Giá như Shopee với cái tên là rồng đỏ ngày 24 tháng 2 à, để đánh dấu cho cái bài rồng đỏ này. Thì giá trên Shopee mình thông báo luôn với anh em là giá để cực kỳ mềm luôn. Anh em có thể lên trên đó và tham khảo giúp mình. Ngay cạnh đây chúng ta có một bài, đó là bài Full Red Reebok. Máy đang bầu và sắp đẻ rồi. Hàng này 200k một cặp, nay tại Bokopi xin khuyến mãi với anh em là 250k một combo hai cặp. Trời ơi, máy nó căng kìa. Vâng, máy rất là căng bụng trứng anh em à. Con này về không đẻ thì thôi luôn. Đó. Với sản lượng con này mà cho ra một bài chắc thể từ 100 trong vòng đó. Và đây trước mặt chúng ta chính là Lutobat tay bờ bướm. À, tay bờ bướm rất xanh sao và đẹp luôn. Một màu xanh mỏng manh sắc thiên thanh. À, phát cho mình một màu xanh mỏng manh cực kỳ quyến rũ của bảy màu luôn, là một trong những màu mà nói chung là bên các loại cá khác rất hiếm khi mà chúng ta thấy được màu xanh này. Xanh Tô Bát. À,
bổn đuôi to, cánh bướm, tay bơi, làm chúng ta sẽ gợi lên một màu sắc rất là đẹp của dòng này. $500k một cặp là giá hiện tại của shop, rất là tốt để chúng ta tìm được một nguồn làm giống đẹp. Nếu có thể quay top view thì mình sẽ cho anh em xem được phần tay bơi rất là khủng khiếp của nó. Đó anh em xem, size còn khá là to luôn. Thôi, quay cái này đứng quay hoài cũng được. Cả trống và mái đều cho chúng ta một vẻ đẹp hết sức là quyến rũ. Cạnh đây chúng ta có là một dòng đây là Gold Latinum, hàng này mình có đăng trên Shopee luôn rồi. Đây dòng mắt đỏ, phớt qua mình nhìn này nó rất là giống dòng Lutobat, nhưng là nó mang cho mình cái màu vàng gold trên thân của nó. Dòng này nói chung là một dòng nó khá truyền, cũng khá là lâu. Trên Shopee thì con hàng này mình có đăng luôn đó nha. Nếu anh em nào thích phiêu lưu mạo hiểm thì có thể đặt trên Shopee con hàng Lutobat tay bờ bướm này. Liên trên đó mình để Lutobat Ribbon C. Thì tay bờ bướm ghi nó dài quá anh em. Rất đẹp mắt. À hả, mê tan lắp tay. Trời ơi, màu đen vô nền đen thành một màu đen luôn. Đó, mê tan lắc tay. Nói đúng hơn là mê tan lắc anh em à. Bởi vì cái đuôi nó có hoa văn luôn thì chúng ta không thể gọi là mê tan lắc tay, mà gọi là mê tan lắc. À, hàng mê tan lắc này thì mình đang bán trên Shopee luôn rồi đó. Anh em có thể vào phần dưới phần mô tả video hoặc phần comment xem giúp mình. Đó, ngoài ra còn nhiều loại lắm nên bây giờ chung là cũng khuya rồi, nhưng có thể video mình dừng lại tại đây. Ngày mai mình sẽ cập nhật thêm beta cho anh em. Đó, beta bây giờ anh em mua trên đó vận chuyển khá là ok, vì sức chịu đựng beta nó tốt hơn gấp bi, nên là vận chuyển beta bằng con đường trên đây là con đường ship Shopee, là con đường vừa rẻ vừa gọn và vừa không bị thuận tiện cho anh em rất là nhiều. Rồi, và như thường lệ anh em đừng quên, bộ guppy Bách Hóa vẫn luôn cung cấp phụ kiện cho anh em rất là đầy đủ các loại với giá cực kỳ ưu đãi, từ các đồ chơi cá guppy, cá thủy sinh cho đến các thức ăn, thuốc trị bệnh đều rất là đầy đủ. Rồi, xin chào và hẹn lại anh em vào các video kế tiếp. Rất có thể ngày mai mình sẽ cập nhật các loại beta lên cho anh em xem và chọn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.